Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, các danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới, cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa chính thức không còn áp dụng. Theo đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có thông tư số 06 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có quy định chi tiết về tiêu chuẩn trình tự, thủ tục xét và công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Tính đến thời điểm hiện tại, Long An có 152 trên 188 xã đạt chuẩn chân quá nông thôn mới, phường thị trấn đạt chuẩn chân minh đô thị. Việc xây dựng xã đạt chuẩn chăn quá nông thôn mới thời gian qua luôn gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần làm chuyển biến tích cực đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là dùng nông thôn. Tuy nhiên, thực hiện theo thông tư 06 từ năm 2023 trở đi, Long An sẽ không còn thẩm định công nhận các danh hiệu xã chăn quá nông thôn mới cơ quan đạt chuẩn trang quá đơn vị đạt chuẩn trang quá doanh nghiệp đạt chuẩn trang quá